có một cái núi đá bia. Đây có thể nói rằng là một cái đá bia lớn nhất Việt Nam. Trời thì nắng chang chang, núi đá bia đó lại bị bao phủ bởi một cái vương miện mây mù vần vũ. Trời ơi, tôi sởn hết cả cái gai ốc mấy con cuốn chiếu này, cũng chả dám ăn. Nhỡ đâu bị sao đấy thì đây có lẽ là cái tập video cuối cùng của tôi. Không có một cái dấu hiệu gì cho tôi biết là tôi sắp tới hay chưa. Âu, tôi phải luôn cầm cái máy này để tôi có nằm xuống thì các bạn cũng biết được cái giây phút mà trước khi Hoàng Nam hết điện, hết pin. Mệt quá rồi. Tới rồi các bạn ơi, cố lên nào. Thân mến, cùng với sự phát triển của kinh tế thì giao thông cũng phát triển. Hiện nay những cái con đèo ở khu vực ở miền Trung, ví dụ như là đèo Ngang, đèo Hải Vân, và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại đèo Cả, thì đã trở thành những cái con đường phụ rồi, bởi vì người ta đã làm những cái đường hầm xuyên núi. Chính vì vậy mà ở khu vực ở đèo Cả cũng như những cái khu vực đèo khác ở cái khu vực mà cái con đường cũ ấy, thì để lại những cái di tích, những cái danh thắng ít người biết. Ví dụ như ngày hôm nay ở khu vực đèo Cả, giáp danh giữa hai tỉnh, nơi chia cắt hai tỉnh đó là Phú Yên và Khánh Hòa, thì ở khu vực Phú Yên thì có một cái danh thắng đá núi đá bia, nơi diễn ra các trận đánh tiêu biểu tại đèo Cả. Thì mọi người nói với tôi rằng là đây có thể nói rằng là một cái đá bia lớn nhất Việt Nam. Khi mà chúng ta từ phía Khánh Hòa chúng ta đi ra Phú Yên, nhìn trên đỉnh núi sẽ thấy một cái bia đá tự nhiên vô cùng là hùng vĩ. Và cái thời điểm tôi đi này thì cái khu vực đá bia đó bị mây mù nó quẩn quanh ở trên đó, không nhìn thấy bia đá đâu. Nhưng các bạn có thể thấy rằng trời thì nắng chang chang, nhưng mà cái núi đá bia đó lại bị bao phủ bởi một cái vương miện mây mù vần vũ. Thì bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi để đi lên trên đó. Nhưng mà trước khi đi thì chúng ta sẽ vào một cái gia đình ở ngay phía chân núi để hỏi thêm một chút thông tin, cũng như là mua thêm một ít đồ để lên đó chả may mà bị tụt huyết áp hay là bị sao đó thì còn đề phòng được. Cô ơi, cho con hỏi là từ đây lên đá bia ấy thì hết khoảng bao nhiêu lâu nhỉ? Tiếng rưỡi à? Vâng. Vâng. Đi nhanh một tiếng à? Thì lên đó thì có ai đó đã bị tụt huyết áp hay bị đói lả đi cái gì chưa? Cũng có à? Vâng. Không đem đồ ăn, không đem nước chứ không luôn. Vâng. Thế... nước no là ta dục về đường lấy uống. Tại chùa. À. Thế thì cô cho con có cái gì mà kẹo, bánh kẹo gì không? Cô để lại cho con một ít đi. Cô cho con đồ ngọt đi. Nước thì con có rồi. Chú ấy cho con hỏi trên đấy là có cái di tích gì chú nhờ? Có cái gì độc đáo không? Có một cục đá đấy, nhưng mà bác thời vua Lê Tông cái gì đấy, gọi là đi qua khu đá bia đó là có cái di tích, rồi là chúc nó lại cái cục đá này đọc là biết này. À vâng, rồi cho con hai cái này cũng được. 30 của cô. À, con cảm ơn. Mà con thấy đây có cái gì đây? Cái mứt gì à? Cái này cô đang ăn dở đúng không? À vâng. Thế thôi, rồi con cảm ơn. Vậy là tôi đã có nước và một chút đồ ăn để lên trên khu vực núi đá bia. Bây giờ thì tôi sẽ phải ra chỗ có một cái tấm phù điêu, tấm cái bảng hiệu mà ghi về lịch sử ở khu vực này. Thì xin mời các bạn hãy cùng tôi để ra tìm hiểu trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, như lời mà cô chú ấy đã nói. Đây, ở đây thì tôi thấy có một cái khu vực có vẻ như là đỗ xe, một cái tấm bia ở đây. Còn chỗ này tôi đoán là để cho mọi người tới tham quan thì đỗ xe ở đây này. Di tích thắng cảnh núi đá bia. Núi đá bia cao 706m thuộc dãy núi Đèo Cả, một nhánh của dãy Trường Sơn chạy ra sát biển. Nơi đây vừa có giá trị về mặt địa chất, địa mạo, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái rừng phong phú, vừa gắn với nhiều truyền thuyết lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Phú Yên. Trên đỉnh núi có một khối đá dựng đứng cao 76m sừng sững uy nghi.
Từ xa xưa, núi Đá Bia được xem là ngọn núi thiêng với tên gọi là Linga Parvata, hiện thân của thần Shiva trong tín ngưỡng của người Chăm. Tương truyền vào năm Tân Mão 1471, trong hành trình mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam, thì vua Lê Thánh Tông có đến nơi này và cho khắc chữ vào khối đá lớn trên đỉnh núi. Từ đó núi có tên là Thạch Bi Sơn, tức núi Đá Bia. Năm 1836 thì vua Minh Mạng cho thể hiện hình tượng dãy núi Đại Lãnh bao gồm cả núi Đá Bia lên trên Tuyên Đỉnh, một trong 9 chiếc đỉnh đồng đặt tại Thế Miếu trong Đại Nội Kinh Thành Huế. Núi Đá Bia cũng được ghi chép nhiều trong những thư tịch cổ, trong những cuốn nhật ký của các nhà hàng hải phương Tây vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20. Núi Đá Bia hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và tiềm năng phát triển du lịch, là nơi hấp dẫn du khách tìm hiểu, thưởng ngoạn một vùng phong cảnh núi sông hùng vĩ và tươi đẹp. Như vậy là tôi tin rằng là nhiều người nữa ở khu vực ở phía Bắc cũng như phía Nam không biết nhiều về cái dãy núi thuộc ở khu vực đèo Cả này. Chính vì vậy khi mà tới đây thì tôi cũng rất là bất ngờ khi mà biết rằng ở những cái thời kỳ trước thì khu vực này cùng với dãy núi Đại Lãnh thì đã từng được những cái triều đại phong kiến tôn vinh là một trong những cái kỳ quan của đất nước. Vậy thì ở trên đó như thế nào mà khiến cho nhiều vị vua mà nhiều cái chế độ trước họ công nhận đến như vậy, thì xin mời các bạn hãy cùng tôi tham gia cuộc hành trình ngày hôm nay. Có vẻ như là sẽ phải leo núi rất là mệt mỏi và vất vả đây. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đang ở phía chân núi và nhìn lên, bắt đầu những cái làn mây nó liên tục bay qua bay lại và bắt đầu để lộ ra một cái Đá Bia khổng lồ. Và thực sự là chưa bao giờ tôi nghe nói về một cái khái niệm nào hay một cái hình ảnh nào về cái Đá Bia tuyệt đẹp như này ở trong tiềm thức của mình. Các bạn nhìn thấy xem, kia kìa, mây nó bắt đầu bay hoàn toàn hết rồi, bắt đầu lộ ra, và giờ mình có thể nhìn thấy hình thù đúng là một cái tấm bia bằng đá khổng lồ luôn. Và nếu mà đứng từ đây nhìn lên thì thấy nó không xa lắm. Tại sao mà một cái cảnh đẹp như này mà từ trước đến giờ mình không biết? Ôi, các bạn thấy chưa, mây liên tục thay đổi. Tôi không muốn rời khỏi cái vị trí này, chỉ muốn ngắm cái Đá Bia thôi, bởi vì nó như một cái bức tranh huyền ảo. Và bây giờ thì có lẽ là ngắm thế cũng đủ rồi. Tôi đứng đây thì cũng nói thật với các bạn cũng phải được 30 phút rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên để mục sở thị cái tấm Đá Bia đó, cũng như là xem thực sự cái hiện tượng mây mù ở trên đó là như thế nào. Mà ở dưới này các bạn thấy là nắng chang chang, nắng vỡ đầu vỡ mặt, cháy da cháy thịt, mà trên đó lại mây vờn quanh cái Đá Bia đó. Thật là một hiện tượng thiên nhiên cực kỳ thú vị luôn. Bây giờ xin mời các bạn hãy nhanh chân đi cùng tôi nào. Có thể nói rằng là hình ảnh mập mờ của cái bia đá sừng sững trên đỉnh núi đó như một cái lời thách thức, một cái lời mời gọi là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để đi lên trên đó rồi. Và tôi đã có rất nhiều động lực để đi lên. Các bạn thấy rằng là bắt đầu một con đường là chúng ta sẽ phải đi qua một cái khu vực mà có những cái hòn đá to lớn này, đó là án ngữ đường. Có một chú chó đang chào đón tôi. Không biết là nó là của gia đình nhà nào, có phải là quản lý cái khu vực này không. Ui, những cái hòn đá to khổng lồ nó bị rơi xuống đây trong một cái cơn địa chấn nào đó, rất nhiều luôn. Những cái tảng đá rất to. Và có một cái kinh nghiệm khi mà gặp chó ấy, là chúng ta đừng tỏ ra hoảng sợ, nhất là khi tôi đã có trên tay một cái vũ khí tự vệ rồi. Bản thân nó cũng phải sinh tồn, nó nhìn thấy mình nó cũng phải sợ, chứ mình không thể sợ nó được. Tốt nhất là mình cứ tự tin mà bước đi. Có thể là trước khi có cái đường hầm đèo Cả ấy, thì mọi người phải đi qua cái đèo Cả này, cái đoạn đường đèo ngoằn ngoèo này, và sẽ có rất nhiều người muốn dừng chân ở đây để lên tham quan. Và do đó người ta đã đầu tư một cái con đường khá là kiên cố, những cái bậc thang bằng đá để đi lên. Và có vẻ như là đã lâu rồi ít người qua lại chỗ này, nên là nó bị rêu phong cũng như là lá cây nó rơi xuống rất là nhiều.
tôi hy vọng rằng là khi mà lên đây thì tôi sẽ có được những cái trải nghiệm thú vị để gợi ý cho các bạn một cái cảm hứng gì đó, một cái cảm xúc gì đó để các bạn có thể lên đây để khám phá, để theo bước cha ông chúng ta, để cảm thấy rằng là Việt Nam hùng vĩ như thế nào. Đây, chúng tôi lại phải đi qua hai cái hòn đá rất là lớn để tới một cái cầu thang. Đây, cái cầu thang này cũng làm từ lâu rồi, bây giờ nó bắt đầu xuống cấp. Cũng rất là bất ngờ khi mà có được cái cầu thang như này. Mới khởi đầu thôi thì cũng hơi mệt một chút. Các bạn thấy là cái thời tiết nó nắng kinh hoàng luôn. Mọi người đều nói với tôi rằng nên tới đây vào thời điểm buổi sáng để mát mẻ hơn. Cũng có thể là buổi sáng cũng có lác đác vài người đến đây theo lời kể của các cô ở dưới. Còn buổi trưa như này thì tuyệt nhiên là không có ai cả. Nhưng mà với một người mà gọi là lang thang phiêu bạt như tôi thì không thể chờ đợi được một cái điều gì cả. Cái gì đến phát là mình xử ngay. Ô, tôi bất ngờ luôn. Ở đây có một cái cây cầu rất đẹp. Cây cầu này thực sự nếu mà nơi này mà khai thác trở lại du lịch thì nó cũng là một địa điểm rất là đáng yêu đây. Bắt đầu đến đoạn khó rồi các bạn. Những cái bậc thang ở đây là bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều những cái viên đá bị bở ra, bị lăn xuống. Và nó gập ghề, gập gồ. Chính vì vậy mà nếu như trong ai đó các bạn mà muốn bắt đầu theo chân tôi và lên đây khám phá thì phải chuẩn bị trước tinh thần, cũng như là cái độ dốc của cái con đường này cũng khiến cho chúng ta bị vắt kiệt sức một cách rất là nhanh chóng. Theo lời kể của cô chú ở dưới thì lên đây sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Đấy là với cái tốc độ bình thường của một nhóm bạn, trong đó có con gái, phụ nữ. Còn nếu như với sức của đàn ông, thanh niên như chúng ta thì có thể là nhanh hơn, tầm 1 tiếng thôi. Thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể sẽ có 1 tiếng để đi lên. Trên đó sẽ có khoảng 30 phút tới 1 tiếng để khám phá. Và 1 tiếng đi xuống, lúc đó trời tối là vừa. Bởi vì cái khu vực đèo cả này cũng là một nơi tâm linh và nguy hiểm theo quan niệm của cha ông ta ngày xưa. Cái đường này mà đi vào mùa mưa thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Đấy, bởi vì nước mưa nó sẽ theo cái con đường này chảy xuống. Mà nó đã bị gập gồ như này rồi. Đá lở ra khỏi vị trí. Vừa rồi là tôi nghe thấy tiếng có những con động vật nó chạy qua. Đấy, thì không biết là những cái con này có nguy hiểm không. Khi mà lâu không có bóng người, không có hơi người ở đây thì có thể là thực vật, động vật nó phát triển. Mệt quá. Thực ra thì ở mỗi một thời kỳ sẽ có một cái sự quan tâm đến những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ví dụ như hiện nay thì mọi người sẽ quan tâm tới như là Sapa, Hạ Long, Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng. Rất nhiều những cái nơi mà đẹp, nổi tiếng để du lịch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày xưa ấy thì các cụ nhà ta không có khái niệm du lịch, chỉ là làm lụng và di chuyển để đi làm thôi. Còn nếu mà đi qua đâu đấy mà thấy đẹp thì mọi người sẽ viết một bài thơ hay là khắc trên đó bài thơ hay cái dòng cảm nghĩ của mình. Thì đây cũng là một cái địa điểm mà theo cái tiêu chí của các cụ ngày xưa thì nó là cái nơi hấp dẫn, nơi ngạc nhiên như vậy. Bởi vì trong cái con đường thiên lý từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, cũng như là giai đoạn mở cõi, những cái chỗ hiểm trở như này mọi người phải vượt qua thì mọi người đã bị choáng ngợp bởi cái đá bia đó. Có lẽ họ cũng giống tôi khi bị choáng ngợp khi mà đứng ở phía dưới. Còn lên trên đó thì như thế nào thì có lẽ là thôi, xin phép các bạn là bên tôi sẽ không nói nhiều nữa. Hãy tập trung vào cái con đường của mình để lên được nhanh hơn. Nào, đi thôi. Tôi tới đây thì khá là mệt. Thì tôi cúi xuống dưới tôi thở thì bắt gặp ở phía dưới có nhiều cái quả gì này. Đây này. Không biết là những quả này có ăn được không. Giờ tôi thử thử bóc một quả xem nhé. Nếu mà tôi không nhầm thì đây là quả me rừng.
Cũng không giống lắm. Tôi nghi ngờ một chút là nếu mà đây là một quả ăn được thì chim muông nó sẽ phải kéo đến. Nghe xem có tiếng chim nhiều đây không? Có tiếng chim, nhưng mà không nhiều lắm. Mà cũng không biết là cây nào nó rơi xuống đây cơ. Đây, bởi vì giữa muôn trùng cây, trên đầu tôi là có một cây thông này. Còn cái cây tạo ra quả này mình chưa nhìn thấy đâu nha. Mọi người, bạn quay phim, nếu mà có nhìn thấy là cây nào thì báo cho tôi biết. Thì theo các bạn thì đi rừng như này có nên ăn cái quả này không? Mặc dù bề tôi đang rất háo nước thì tôi nghĩ là thôi, cũng chả dám ăn. Nhỡ đâu bị sao đấy thì đây có lẽ là cái tập video cuối cùng của tôi. Về sau các bạn ấy không thấy tôi, các bạn nhớ. Tôi nghĩ là thôi, không nên ăn. Bóp mồm, bóp miệng một chút. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi. Nóng quá các bạn. Áo tôi bắt đầu vã ra nước rồi. Và ở cái khu vực nghỉ này, dưới một tán cây rất là mát, thì tôi để ý thấy có một cái tảng đá. Nó cũng như là một cái tấm bia vậy. Nó phẳng lì à? Không hiểu là vì một cái lý do gì đấy, một cái cơn sức mạnh nào đó đã bửa nó ra. À, đây, có ký hiệu, có dấu hiệu của con người này các bạn này. Đây này, có những cái vết này này. Cái vết này là tôi học được của người Mông. Tức là họ phá đá một cái, họ cắm những cái mũi. Rồi, cắm rất nhiều mũi đều nhau này. Đó, và họ tẽ ra, họ tách ra. Nhưng mà không hiểu cái này là do người hiện đại làm hay là do các cụ ngày xưa. Tôi nghĩ là có thể là trong quá trình mở đường này thì người ta phải phá cái hòn đá này đi. Đó, cái hòn đá này thì cũng có thể sử dụng, lấy cái đá đấy để lát đường như này. À, cũng may là mình đi nhiều, mình biết nhiều thì mình nhìn phán đoán ra được. Đấy, những cái vết này. Đấy. Nếu như các bạn nào vẫn còn thắc mắc về tại sao tôi biết được cái này ấy, thì có thể tìm lại cái video là Hoàng Nam lén cho tiền cô bé 15 tuổi người Mông đã có chồng. Thì các bạn sẽ thấy là nhờ những cái chuyến hành trình như vậy mà tôi tiếp thu những cái bài học từ chính những người dân, những cái nhân vật đã xuất hiện trong video của tôi ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi vẫn chưa tới nơi. Hiện nay rất là mệt. Nhưng mà có hai điểm nuối tiếc. Thứ nhất, đó là ngày xưa người ta đã rất là mất công để tạo ra cái con đường này. Thế nhưng bây giờ thiếu sự chăm sóc trùng tu nên là nó đã hỏng hóc đi rất nhiều. Nhiều cái bậc thang nó đã trôi xuống. Nó không còn hình thù là một con đường nữa rồi. Và cái thứ hai là ý thức của những người trẻ về sau. Họ lên đây, họ tham quan. Công nhận là mệt, tôi có thể hiểu. Nhưng mà họ có thể uống nước. Nhưng mà để mà vứt lại cái chai nước rỗng như này thì tôi thấy là hơi có vấn đề. Những cái người mà đã gầy công sức ra xây dựng cái đẹp đẽ như này cho chúng ta hưởng thụ, mà thế hệ sau không những đón nhận, giữ gìn, bảo vệ, lại còn hủy hoại nó thêm, làm xấu nó thêm, thì có xứng đáng làm một người Việt Nam không? Một người hậu thế, một người con ngoan không? Với cả cái chai nước đấy nó đã uống hết rồi, nó nhẹ tênh ấy mà. Mọi người đút vào túi quần, hoặc là đút vào cái ba lô của mình, hoặc là để ở đâu đó, khi nào xuống thì mình nhặt nó lên, đem xuống. Nói chung là mỗi người phải một ý thức nhỏ nhỏ như thế thì mới tạo thành một cái sức mạnh tập thể được. Không biết là đã tới chưa các bạn, nhưng mà tôi đã tới tiếp một cái khu vực có rất nhiều những tảng đá khổng lồ, to lừng lững bằng mấy con voi, mấy con trâu, và nó liền kề nhau như này. Và chúng đều có những cái vách thẳng đứng. Những cái vách này thì cũng có thể là tự nhiên, và cũng có thể là do trong quá trình mở đường thì người ta đã tác động vào. Đây, ví dụ như cái khu vực này. Ở đây thì tôi thấy như có cả những cái vết mà người ta vá, những cái vết nứt này. Đấy.
thiên nhiên quá là tuyệt vời. Thực ra ban tặng cho con người Việt Nam rất nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng mà chúng ta chưa khai phá hết hoặc là chưa trân trọng hết mà thôi. Càng đi nhiều, càng khám phá nhiều thì chúng ta lại càng thêm yêu và càng thêm tự hào về những cái cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam, và biết được rằng là ồ, hóa ra những cái gì chúng ta đã biết nó chỉ là hạn chế thôi. Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết rất nhiều ở ngay trên mảnh đất hình chữ S quê hương của chúng ta. Ở đây có lẽ ngày xưa cũng là một con đường này, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó đã bị bỏ hoang, không dùng đến nữa. Có lẽ đây cũng là một trong cái đoạn đẹp nhất ở trên cái cung đường đi lên này, là hoàn toàn dựa vào cái hòn đá tự nhiên khổng lồ, người ta tạo ra một cái con đường để chúng ta đi bộ lên. Đó là những cái gờ bằng xi măng này, đấy, để chúng ta thể đi lên. Khi mà đi trên những cái hòn đá to này, mình cảm giác như là một cái gì đó rất là kết nối với thiên nhiên. Tôi cố gắng để không quay lại, mặc dù là rất là đẹp. Tôi muốn dành cái thưởng lãm đó, cảnh đẹp ở phía đồng bằng khi mà tôi đi xuống. Và bây giờ tôi chỉ tập trung đúng một mục đích cuối cùng, đó là đi lên. Và hiện nay thì những người đi cùng tôi, bạn quay phim, đã không để trụ lại để đi cùng tôi được nữa rồi. Họ đã dừng lại nghỉ quá lâu, giờ chỉ còn có một mình tôi ở trên này thôi. Wow, lại thêm một tảng đá siêu phẳng như một bức tường nữa. Đây, rất phẳng luôn. Chỗ này thì ai muốn làm thơ, vị vua nào muốn làm thơ thì tha hồ mà khắc. Tôi nghĩ là gọi là vua cho khắc thôi, chứ không phải là vua khắc. Có thể là sai tùy tùng lên để khắc lên đây, có thể là mất rất nhiều thời gian. Ồ, và dưới này tôi thấy có một cái lễ nho nhỏ. Cái gì đây? Nhìn cái lễ này nhá, tôi đoán có thể trong này là một con thú cưng đấy, và một vị chủ của nó đã đem lên đây để chôn dưới cái tảng đá dựng đứng rất đẹp này, và họ đã lập một cái bàn thờ nho nhỏ ở đây đó. Sở dĩ tôi đoán được như vậy là tôi cũng đã từng chôn những cái con vật mà mình nuôi, và vì một lý do nào đó nó chết đi, mình rất trân trọng và không quản mệt mỏi để có thể cho nó một cái giấc ngủ bình yên. Để tôi đoán thế thôi, nhưng mà chắc chắn ở đây, nhìn những cái dấu vết này còn rất mới này, là ở đây đang chôn một cái gì đó. Thôi, mình cũng không nên quá tọc mạch vào cái chuyện này. Bây giờ thì nhiệm vụ của tôi là phải lên đỉnh, cũng men theo cái vách đá này, là một cái con dốc gần như thẳng đứng các bạn. Tới đây thì ai mệt mỏi là có thể bò bằng tứ chi. Công nhận đá phẳng ghê, như một bức tường. Và cái con đường này công nhận là làm cực kỳ kỳ công. Nếu mà để thiên nhiên xóa sạch nó đi, phá hủy nó đi thì quả là đáng tiếc. Để mà làm lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức nữa. Tôi lại thấy một cái cầu thang được xây kiên cố dẫn lên. Thực sự là một cái cầu thang được xây ở giữa một cái khu vực rừng núi như thế này khiến cho tôi xúc động thực sự luôn. Chứng tỏ nó phải có ý nghĩa lắm thì con người, những cái chính quyền trước người ta mới xây dựng nó. Và thật là bất ngờ, không hiểu vì lý do gì mà bây giờ nó đã không được yêu thích nữa, không được trọng dụng nữa, và để cho thiên nhiên bắt đầu xâm lấn như này. Có thể là do ít người truyền tải cái thông điệp về cái nơi này đến cho nhiều người biết, nên người ta cũng càng không quan tâm đến nó nữa. Wow, con đường này có thể nói rằng là con đường vô cực. Nhìn cái cầu thang này, liệu ở đâu có một cái cầu thang tương tự như này? Tôi nghĩ là khó lắm. Nếu mà có thì nó sẽ kiểu khác. Ở khu vực một cái hòn đá
nhô ra thì tôi lại thấy có một cái bàn thờ. Ở đây có thịt này, có trái cây. Thịt thì bị kiến nó bắt đầu mò lên nó ăn rồi. Trái cây cũng vậy. Không hiểu ai đó, tâm linh, tín ngưỡng gì họ lên đây họ thờ. Cho dù đó là tâm linh, tín ngưỡng gì thì cũng phải công nhận là có cái niềm tin thì họ mới có thể vất vả họ lên đây để họ thờ như vậy. Do đó là tôi rất là tôn trọng những cái niềm tin của mọi người. Có thể mình không có cái chung niềm tin đó, nhưng mình cũng không nên cười nhạo họ. Bởi vì chắc gì chúng ta đã hơn họ. Họ có niềm tin thì họ sẽ có một cái sức sống, một cái lẽ sống nó tốt hơn những người không có niềm tin. Khi tôi đi này, không có một cái dấu hiệu gì, một cái tín hiệu gì cho tôi biết là tôi sắp tới hay chưa. Hiện nay chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Mặc dù các bạn biết không, tôi không muốn nghỉ một tí nào, nhưng mà cơ thể nó bắt đầu nó đang không nghe lời tôi rồi. Các bạn đồng hành của tôi đang nghỉ mệt ở, có lẽ ở nửa đường. Thì tôi nghĩ tôi đang ở gần trên đỉnh rồi. Cây rất là cao, không có một cái tầm nhìn nào cho tôi thấy được cái đá bia đó để tôi biết là tôi đã sắp tới hay chưa. Tất cả đến giây phút này vẫn là mờ mịt, và tôi vẫn đang đi trên cái con đường đó. Có khi nào mà mình bị dẫn dụ không nhỉ? Tôi sợ rằng là tôi sẽ bị kiệt sức, tôi sẽ nằm xuống đây. Do đó là tôi phải luôn cầm cái máy này, để tôi có nằm xuống thì các bạn cũng biết được cái giây phút mà trước khi Hoàng Nam hết điện, hết pin, bị xỉu. Mình cũng không hiểu vì sao mà mình không muốn dừng lại, mặc dù rất mệt, mồ hôi thì ướt hết áo rồi. Tôi phải vác thêm cái ba lô siêu nặng này nữa, mà tôi cũng chả hiểu vì sao tôi phải mang ba lô lên. À, thực ra nó có 2 gói bánh, nước, cho mình bắt đầu làm nhảm rồi. Hiện nay mồ hôi đang chảy xuống, mắt tôi cay xè. Tôi cảm thấy rằng nếu mà mình nghỉ một lúc ấy, mình đi thì chân tôi nó càng bị chùn hơn. Do đó thì tôi cố gắng để tiếp tục nào, cố lên nào. Bây giờ làm 2 giờ rưỡi trưa. Trên này bắt đầu mát dần rồi, nó không còn nắng gắt như dưới kia nữa. Mặt tôi chắc là đỏ rực luôn các bạn. Tôi biết là nhiều người nói rằng là ở ngoài trông tôi ngon hơn, đẹp trai hơn. Tại sao ở trong hình lại xấu thế, già thế? Đây, làm gì có thời gian mà make up mà tư trang lại. Tất cả đều là thực tế hết, trải nghiệm thực tế của tôi. Và tôi phát hiện ra một cái giống cây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn. Nó thành từng chùm hoa này các bạn này. Những cái chùm hoa này giống như là một cái đèn lồng vậy, một cái khung đèn lồng. Nếu mà chúng ta nhìn từ dưới lên ý, thì sẽ thấy nó là 5 cánh như một ngôi sao. Đây. Nhưng mà thực ra xoay lên thì nó lại là một cái khung lồng. Thật là tuyệt vời. Đúng là thiên nhiên quá tuyệt vời luôn. Tôi không nghĩ rằng lại có một cái loài hoa đẹp kỳ lạ này, lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy. Có thể đây là một cái phần thưởng xứng đáng dành cho tôi ngày hôm nay. Chúa tôi, phần thưởng không dừng lại đó đâu. Tôi sởn hết cả gai ốc mấy con cuốn chiếu này. Trời ơi, nó dài chắc bằng cả cánh tay của tôi. Và còn nó to chắc bằng ngón tay cái của tôi mất. Ôi dồi ôi, tôi không đếm nổi bao nhiêu cái chân. Thực sự là mình bị ám ảnh bởi những con có nhiều chân ấy. Con này mình nghe nói rằng là nó ở nước ngoài nó rất là nhiều. Nhưng mà đây lần tiên tôi nhìn thấy ở Việt Nam. Thực ra nó rất là hiền thôi. Tôi định lôi nó ra nhưng mà tôi vừa sợ mà tôi vừa lại ngại động chạm đến.
tôi đang tiếp tục đi lên một cái sự ngạc nhiên khác, một cái bậc thang người ta đã xây cả lan can, nó gần như thẳng đứng như này. Ngày xưa nếu mà tới đây mà thu tiền vé thì chắc phải thu thôi thì mới có thể lấy lại được vốn, lấy lại được công sức. Ôi dồi ôi, quá là kỳ công cho cái con đường này, những cái bậc thang này. Và ở đây tôi thấy gió thổi rất mạnh rồi, rất gần với đá bia. Cố lên nào. Tới rồi các bạn ơi. Cố lên nào. Cố lên cho đến khi hết pin. Ở những bậc thang cuối cùng, tôi đã nhìn thấy tảng đá bia lớn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy tảng đá dựng đứng lớn như này luôn. Nơi đây xứng đáng là kỳ quan của Việt Nam. Ở Myanmar có một cái hòn đá bé hơn như này rất nhiều, nhưng người ta bọc nó bằng thiếp vàng và nó trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao cái hòn đá này, đá bia, chưa nổi tiếng khắp Việt Nam, chứ đừng nói là thế giới. Tới đây có thể nhìn thấy cảnh sắc của Phú Yên, và bên kia là của Khánh Hòa. Nắng rát mặt luôn các bạn. Trên này thì có vô số những cái tảng đá nằm lớn, nhưng mà không hiểu sao cái hòn lớn nhất, dựng đứng nhất lại là cái hòn này. Tại sao nó không nằm? Ở đây thì mây vần vũ. Cố lên. Thiên nhiên thật là khéo tạc. Ở đây lại còn có cả một cái mái này nữa, một cái mái che tự nhiên. Nếu mà lên đây chả may mà mưa nắng thì có thể chui vào đây. Giống như nhiều những cái tảng đá khác thì ở đây có rất nhiều người đã viết vẽ vào cái hòn đá linh thiêng này. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là tìm đâu ra cái khu vực bài thơ. Ở đây thì tôi thấy có tiếng nhạc, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh niệm Phật. Ai đó đã khắc vào đây những cái bức tượng. Wow. Và bỗng nhiên đây cũng sẽ trở thành một cái nơi thờ tự vô cùng là độc đáo, đẹp nhất mà tôi từng biết. Chùa Bảo Ngọc. Ở đây tôi thấy có một cái dòng hé lộ một chút về cái khu vực này. Ở đây ghi là công cha như núi đá bia. Họ có thay đổi một chút. Công cha như núi đá bia, nghĩa mẹ như nước sông. Sông gì ấy? Tức là có thể là họ đã thay đổi đi. Thay vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì ở đây ghi là nghĩa mẹ như nước sông Hàn à? Sông Hàn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ghi là năm 1969. Tôi tưởng đó là một cái câu gì đấy ghi về cái năm mà người ta làm cái con đường đi lên đây, con đường bằng đá. Vậy thì những cái dòng ghi của vua, cái bài thơ của vua đâu? Chắc chắn là không thể khắc ở trên cao xa này được. Vậy thì ở đâu?
tôi sẽ đi vòng ra đây tìm xem nào. Công nhận cái khu vực này quá đẹp các bạn ạ. Nhìn thấy đồng bằng này và biển này. Cái dải đồng bằng nhỏ hẹp và ven biển của miền Trung Việt Nam. Wow. Không còn gì để nói nữa. Giờ tôi sẽ đi ra đây xem bài thơ ở đâu. Và cũng có thể là tôi phải vòng ra đầu kia. Ở đây thì tôi thấy có một cái đường nhỏ để dẫn lên mặt trên. Hình như ở mặt trên tôi thấy vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh từ một cái loa nữa. Vậy là vẫn thường có người lên đây chăng? Có ai đó đã lên đây hàng ngày ư? Thực sự thiên nhiên Việt Nam quá đặc biệt. Tôi đã đi bao nhiêu năm rồi? Hàng chục năm. Nhưng mà tôi vẫn say sưa với cuộc hành trình của mình bởi vì luôn luôn tìm ra những điều mới mẻ. Có thể là cái nơi này nhiều bạn biết đến, nhưng mà cũng có nhiều người chưa biết tới. Thì với tôi ngày hôm nay, biết một cái địa điểm mới của mình cũng đã là một cái điều vô cùng là thú vị rồi. Và tôi hy vọng rằng là nhiều bạn cũng thế. Người khác biết không có nghĩa rằng là mình sẽ không trải nghiệm nó nữa. Mình phải khám phá bằng chính cái sức của mình. Mình sẽ thấy nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tiếng tụng kinh niệm Phật phát ra từ một cái thiết bị ở trên này. Mệt quá rồi. Thực sự là cực kỳ mệt luôn các bạn. Nhưng mà những cái gì tôi đang trải qua tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Và bây giờ chẳng may mà có chết ở trên này thì cũng xứng đáng đấy các bạn. Được nằm ở một cái nơi đẹp như này. Ngày trước thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể chọn cho mình một cái nơi để yên nghỉ mãi mãi. Tôi tưởng rằng là đó đã là cái nơi mà tôi muốn nằm rồi. Nhưng mà khi mà tới cái ngọn núi này thì tôi đã thay đổi quyết định là chính là đây chứ không phải là chỗ nào khác. Cái hòn đá này sắp rơi ra rồi. Ở đây có những cái cây bụi nhỏ nhỏ này. Không biết là cây gì. Wow. Ở đây thì nhìn ra vịnh. Gió mát luôn, lạnh luôn các bạn. Tôi đang hơi lạnh. Bây giờ tôi đi ra cái khu vực có phát ra tiếng tụng kinh niệm Phật đã. Xem mà tôi có phát hiện ra cái điều gì ở đây không. Tại sao lại có tiếng sóc, những con sóc. Ở đây họ để những cái hệ thống, các bạn có nhìn thấy là năng lượng mặt trời, và nó phát ra tiếng ở đây 24/24 chứ không phải là liên tục có người ở đây đâu các bạn. Và từ đây mọi người có thể nhìn thấy cảnh đẹp nghẹn lời. Bây giờ tôi thử đi cái đường này xem là có ra được phía trước của hòn đá không, nơi có cái bài thơ khắc ở trên đá không. Ôi trời ơi, gió mạnh quá các bạn ơi, đường này không thể đi được rồi, gió đang rất mạnh. Đây là một cái khe hút gió, thả nào mây qua đây liên tục. Ôi không thể đi ra kia được tiếp. Ôi càng ngày càng mạnh. Bây giờ tôi phải đi xuống thôi. Có lẽ con đường này là cái con đường duy nhất mà nó sẽ giúp cho chúng ta đi ra cái mũi này để ngắm biển. Nhưng mà với tôi thế là đủ rồi. Bây giờ mây đang tiếp cận khu vực này, nó đang ập đến. Bây giờ tôi phải nhanh chóng đi xuống, lại phải đi vòng ra phía kia để nhanh chóng tìm ra bài thơ. Rồi đi xuống cũng là một vấn đề ở đây. Trên cái đỉnh này là gió từ hai phía thổi. Ở phía dưới này thổi lên. Các bạn có thể để ý cái cây này, nó bị chuốt hết cành sang hướng bên này. Còn ngược lại
từ hướng kia thì bị gió thổi lên, từ hướng đó lên, từ hướng nam thổi lên và nó bốc bốc lên trên những cái cây tre. Đây là gió từ gió bắc. Vậy là cái nơi này là cái nơi mà khí hậu vô cùng là phong thủy luôn, rất là độc đáo, nơi núi trời hùng vĩ. Những cái cây này nó cũng không thể lớn cao hơn được nữa, nó chỉ thấp lè tè ở phía dưới này thôi, mọc lên so với đất khoảng 50 phân, hầu hết là như vậy. Và như có một bàn tay của ai đó cắt tỉa, nó mà cao hơn một chút thì người ta cắt tỉa nó đi vậy. Tôi nghĩ rằng là cái việc để xói mòn tạo ra con đường này này, lâu ngày nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hòn đá khổng lồ này, bởi vì nó sẽ xói hết đất ở xung quanh và có thể sẽ làm lung lay hòn đá nếu như không kịp thời có một sự can thiệp vào. Mà cứ để như này, có thể năm nay, 10 năm, 20 năm và rồi nó sẽ xói hết đất, nó sẽ trơ ra. Cái khu vực này thì gió phía nam thổi lên nó rất là mạnh. Tảng đá khổng lồ này nó lõm hẳn cả vào, không biết cái này là do gió hay là do, tôi nghĩ do cả mưa, do một cái điều kiện gì đó lõm vào như là một cánh buồm. Và cái hòn đá này hoàn toàn có thể điều khiển được gió luôn. Đây có một con tắc kè, một con tắc kè đá kìa. Đấy, nó đang cậy mình có một cái làn da giống đá và nó đứng ở đó. Mà tôi rất thích cái sự đa dạng sinh học, sinh thái như này. Đi đến nơi này phải có động vật, phải có thực vật thì mình mới thích cơ. Và hiện nay tôi vẫn không nhìn thấy một cái bài thơ nào, một cái khắc một cái chữ gì ở đây cả. Chả lẽ là ở ngoài kia? Nếu mà ở phía ngoài đấy thì quá nguy hiểm. Cũng rất có thể nha, rất có thể ở ngoài đó. Và ở đây thì tôi thấy có một tảng đá tử thần. Không biết là có bạn nào đã tới tảng đá tử thần này chưa? Và xin mời các bạn hãy đi cùng tôi ra đó, thì tôi hy vọng là tôi sẽ có một cái bức ảnh để đời ở đây. Nhưng mà cái bức ảnh này thì các bạn đừng có mà làm theo nhá. Tôi đã đi gần như là phần lớn của cái hòn đá bia này rồi, nhưng mà không thấy một cái ký tự, một cái bài thơ hay một cái gì đó để lại của những người xưa cả. Wow, trên này không những là hòn đá nó quá to mà cái sự hiện diện của thiên nhiên nó cũng quá là khắc nghiệt. Gió đang rất lớn, mây này, mây nó trôi qua cực kỳ nhanh. Đó là lý do vì sao ở phía dưới chúng ta khó có thể nhìn thấy được cái đá bia này một cách rõ ràng hơn. Bây giờ thì tôi sẽ có một thử thách, đấy là đi ra cái mỏm đá tử thần ngoài kia trong cái điều kiện mà gió đang rất to và mây nó đang hắt đến. Không hiểu là sắp tới là có một cái cơn mưa hay một cái gì đấy không, mà thời tiết đang vô cùng khắc nghiệt. Và cũng may là ở đây có cây cối nó che gió cho tôi, cũng như có những cái tảng đá lớn, và tôi đang men theo những cái tảng đá này để đi ra mỏm tử thần. Và thiên nhiên thật là tuyệt vời khi mà có những cái tạo hóa đã ban cho những cái điều kỳ diệu như này. Đây rồi, tôi đã tới cái mỏm đá tử thần đó. Đây. Gió to quá. Gió đang thổi rất to. Bây giờ tôi đang phải cố để men ra cái mỏm tử thần này. Gió to quá. Ôi, các bạn thấy chưa? Mây đang bao phủ. Bây giờ tôi không nhìn thấy gì ở phía dưới rồi, bởi vì mây đang quá lớn. Ôi, tôi đang phải bám vào cái trụ đá này để nhìn xuống dưới. Tất cả biển cả đang không nhìn thấy gì cả. Gió nó đang tốc tôi.
Ê rồi, bây giờ chờ mây đi qua đã. Mây đi qua rồi nhưng mà gió vẫn đang rất lớn. Công nhận đây là kỳ quan của Việt Nam, kỳ quan của thế giới. Tại sao một cái chỗ đẹp, hùng vĩ, kỳ diệu như này mà bây giờ tôi mới có thể biết được. Từ đây là phóng tầm nhìn tuyệt vời, mọi hướng đều đẹp, nhìn thiên nhiên thế gì cũng đẹp. Việt Nam ơi, tuyệt vời quá. Ở đây thì nhìn mây nó bay qua, gió tạt tôi, giọng nói lạc hết cả đi. Mây nó che mất đỉnh của đá bia rồi. Và nhìn xuống phía dưới cũng vậy. Nói chung đây là một cái hành động nguy hiểm. Tôi làm như này tuyệt đối các bạn không thể làm theo tôi được. Bởi vì tôi đã có 10 năm làm công việc mạo hiểm. Các bạn chỉ là một cái kỳ nghỉ của các bạn thôi, các bạn không nên đánh đổi như này. Muốn xem thì các bạn đã xem với tôi rồi. Các bạn biết không, khi tôi mở miệng nói, mây, sương, nó, gió nó tạt vào miệng, rất khó thở. Tôi nghĩ rằng là mọi thứ đã đủ rồi. Bây giờ thì tôi sẽ nhanh chóng đi xuống rồi. Khó thở lắm. Gió bịt hết cả cái mũi cả miệng của mình. Đây là hướng gió mà. Nhưng mà khi mà gió nó thổi mây đi thì một cảnh đẹp tuyệt vời ở phía dưới lộ ra. Không biết phải nói gì luôn. Tôi hy vọng rằng là tất cả những cái sự vất vả của tôi, cái sự cống hiến của tôi trong cái chuyến hành trình ngày hôm nay đã được đền đáp. Và các bạn đã cùng tôi trải qua một cái chuyến hành trình tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi đến núi Đá Bia ở Phú Yên, nơi giáp danh, nơi con đèo cả giáp danh với Khánh Hòa. Không còn gì để nói. Và tôi thấy rằng là cái con đường đá mà người xưa đã làm dẫn lên đây, nó kéo dài đến tận kia cơ. Quá tuyệt vời. Có thể là trước năm 75 đây cũng là một trong những nơi mà kỳ thú thiên nhiên mà mọi người một cái danh lam, một cái đại thắng cảnh của Việt Nam mà mọi người đều muốn tới đây để chiêm ngưỡng. Nhưng mà không biết vì lý do gì đấy mà bây giờ ít người biết tới. Ít nhất là về phía tôi, một người mà rất thích tìm hiểu, mà đến bây giờ thì mình mới biết được cái khu vực này, thì là một điều vô cùng thiếu sót và rất là mãn nguyện. Muộn còn hơn không. Và các bạn cũng vậy, hãy đến được khi còn có thể để thấy Việt Nam của chúng ta đẹp như nào, hùng vĩ như thế nào, tự hào như thế nào. Nam nghĩ ra rồi một cái từ chính xác để gọi cho cái khu vực núi Đá Bia ở đây, đó chính là vĩ đại. Quá vĩ đại luôn. Cảnh vật mờ ảo, huyền ảo, những cái hòn đá kỳ lạ, hùng vĩ, rồi mây trời, biển, tất cả thu gọn trong một tầm nhìn. Đây các bạn thấy sau lưng tôi như một bức tranh. Mọi thứ thay đổi liên tục bởi mây, bởi khúc xạ ánh sáng, bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên ở cái vị trí này, ngay đây chứ không phải ở đâu khác. Ở đây có thể cảm nhận được mây, mây bay trên đầu chúng ta, mây vờn xung quanh người, mây mơn man làm cho nhiệt, thân nhiệt của tôi hạ xuống rất là nhiều, vô cùng mát mẻ luôn. Wow, tuyệt vời. Và tôi muốn chia sẻ cái khoảnh khắc này hơn bao giờ hết đối với các bạn. Và hy vọng rằng là một cái điều gì đó
có thể chia sẻ thêm cho mọi người để mọi người thêm yêu hơn vùng đất này, thêm yêu hơn mảnh đất Việt Nam của chúng ta và yêu hơn Phú Yên. Yeah, Phú Yên number one.